Từ mấy tuần nay thì các bạn bắt đầu tự điều hành lớp và ngay cả trước mỗi giờ học các bạn chia nhau ra cầu nguyện. Hình như là thầy Vui đã nói với các bạn về cầu nguyện nhiều lắm rồi. Tôi thì tôi chỉ nhắc đơn giản thế này thôi. Mình đừng có quan niệm cầu nguyện nó là cái gì nó nặng nề quá. Thì có một vị giám mục ở vùng sông nước, ngài định nghĩa rất là đơn sơ. Ở vùng sông nước thì các bạn biết đấy, có rất là nhiều cầu, phải không? Cầu xi măng cũng có, cầu gỗ cũng có, cầu khỉ cũng có, rất là nhiều cầu. Thế thì ngài định nghĩa cầu nguyện là kinh cầu, không phải là bằng xi măng hay là bằng gỗ mà là được rèn bằng biết không? Bây giờ đây có một con sông cũng đang cách đâu đó, con muốn đi từ cái này sang cái kia, đang lại có cái cầu. Cái cầu đó là cái khí cụ của cuộc sống. Cầu nguyện cũng vậy, đó là một cái phương thế để ta đi vào trong mối liên thông với đấng mà ta tìm. Ta rất cho nên người ta cũng còn định nghĩa cầu nguyện là đúng Phật, là đúng Phật. Tức là mình nói chuyện. Và nếu các bạn hiểu cầu nguyện là đúng hay như vậy thì bao giờ nó cũng phải có hai chiều. Đã gọi là đối thoại thì đâu có giống anh chàng nạp sĩ sư mà cứ bảo là có ai đây thì lại có ai đây, tức là chỉ nghe ra một cái tiếng gọi của mình thôi, không phải là đối thoại, mà đấy là tập thoại. Còn đã gọi là đối thoại thì phải có nói và đồng thời có lắng nghe. Cho nên tôi vẫn khuyên các bạn là nên cầu nguyện bằng cái cuốn thánh kinh là vậy, bằng cái cuốn thánh kinh. Bởi vì thì các bạn có thể nói với tôi là sư cha con bảy tay con có nghe cái gì đâu, mà thật sư cha chưa nói gì, mình nói những lời đó với không khí. Thế nhưng nếu các bạn mở cuốn kinh thánh ra và các bạn tin tưởng rằng đây là lời Chúa đang nói với tôi thì đấy, mình nghe đấy. Và khi mình nghe như vậy thì mình đáp lại bằng cái suy nghĩ của mình. Cho nên người ta nói đến một cái gọi là tâm nguyện, tức là không nói là bằng lời mà nói là bằng trí khôn. Tâm nguyện, trí tuệ, khẩu nguyện, ba thứ nó trong trí khôn, nó trong quan tâm của mình. Và sau đó thì các bạn nói lại với Chúa, nói đơn sơ, nói tất cả những gì nó đang làm cho lòng mình phải bồi hồi, phải xúc động, phải bực tức, phải khó chịu, cứ nói. Đấy là một cái nhìn về cầu nguyện rất đơn giản. Thế cho nên có một ngày các bạn có thể dành ra cái 5 phút vào buổi sáng, 5-10 phút vào buổi tối, mở một đoạn kinh thiên ra. Buổi sáng thì đang chưa mở kinh thánh nữa, nhưng buổi tối thì phải. Các bạn tạm quên đi tất cả những công việc khác, mở một kinh thánh ra, định tâm lại. Đọc một con ngắn thôi, đừng có đọc ba trang thì học hết. Đọc ngắn thôi, rồi để cho tâm hồn của mình lắng xuống, mình nghe xem Chúa nói với mình qua cái đoạn nó ra làm sao, rồi mình cứ chuyện làm thế nào. Đấy thế, đơn giản. Một cái cách nhìn khác cũng rất là gần gũi với cuộc sống của chúng ta, đó là cái cách nhìn này. Có một lần một ông cha người Pháp ông đến lớp này, ông cũng chia sẻ, không biết có phải là với một lớp tân tòng hay là với một lớp giáo lý nào đó. Ngài là người hướng dẫn các bạn trẻ và các bạn, cho nên ông cũng nói bằng cái ngôn ngữ rất là dễ hiểu. Thế bây giờ các bạn để ý thì trong cuộc sống hàng ngày có những từ ngữ nào mà chúng ta thường dùng nhất? Có từ ngữ nào chúng ta thường dùng nhất? Cảm ơn, có đúng không? Cảm ơn. Người ta nói rằng giới trẻ
Thực sự ra là chúng ta nếu mà dùng đó là sẽ dùng thường xuyên. Chứ đôi miệng mình một ngày không biết bao nhiêu lần cảm ơn. Chỉ cần có cái xe thôi thì ta không có cái số cũng cảm ơn. Cứ đi xe ra đi mua hàng đi nữa thì anh trả ra ngoài chứ không thể cho cậu đâu. Nhưng mà cũng cảm ơn. Một ngày chúng ta dùng không biết bao nhiêu lần. Ấy thế mà nhiều khi mình cầu nguyện tức là đến với Chúa chưa thể mà có cảm ơn, chưa thể mà có cảm ơn. Cứ nói đến cầu nguyện là lập tức nghĩ đến xin ơn Chúa vui lòng người làm đẹp. Cứ làm như thế là người thư đi đi đến người đồ về. Mỗi lần cầu nguyện là lại đỏ chứ hề có cảm ơn. Cái tiếng mà chúng ta thường dùng nhất thì xin các bạn cũng hãy thường dùng nhất với Chúa. Ở trong lớp này có một người bạn ở Mỹ và người Việt Nam. Có một lần anh ấy có nói với tôi thế này: "Sư cha, con ở bên Mỹ lâu năm, gần 20 năm rồi. Thấy cái cách cầu nguyện ở bên đó bên khác thế này. Ở bên đó là lời cầu nguyện thường xuyên là lời cầu nguyện tạ ơn. Còn chúng mình thì xin nhiều quá. Thế tôi nói ngồi tôi bảo vợ đi Mỹ với anh đâu. Chúng tôi nghèo, ai đã thắng nhau. Nhưng nếu mà các bạn đọc lại lịch sử của người Do Thái, các bạn cũng sẽ thấy cái lời kinh của họ thường xuyên là lời kinh chúc tụng và tạ ơn. Vừa mới mở mắt ra một cái, thấy Chúa chúc tụng tạ ơn Chúa là đấng ban cho con sự sống. Và vì nếu không thì ngủ là đi luôn thôi. Thế nhưng mở mắt ra cái là đã chúc tụng và tạ ơn Chúa là đấng ban cho con sự sống. Đến lúc mặc quần áo cũng vậy, trong miệng lại lẩm nhẩm chúc tụng và tạ ơn Chúa là đấng cho con có quần áo mặc không biết mỗi một ngày chăm chú. Các bạn thấy không? Mỗi buổi sáng ra đây có hai cái động tác đơn giản rất là ngủ dậy và mặc quần áo đã là hai lần chúc tụng và tạ ơn. Muốn gì cả một ngày sống biết bao nhiêu. Thế cho nên chúng ta đừng quên là cái lời kinh của mình, cái lời cầu nguyện của mình thì phải rất cảm tạ. Và tôi nói thật đấy, cái này khó này. Nhưng rồi kinh nghiệm trong cuộc sống các bạn cứ để ý mà xem. Nhiều khi chúng mình phải cảm tạ không những vì những cái mà mình gọi là ơn ấy, mà có khi mình còn phải cảm tạ vì những cái mà mình gọi là sự giữ. Bởi vì có khi cuộc sống của chúng ta nó qua đi một năm, ba năm, năm năm, chúng ta nhìn lại cái biến cố đó, mình mới bảo là phải đi ra được chuyện. Giá không có biến cố đó thì tôi dùng cuộc đời của mình tiêu luôn. Mình không thể tạo con người và tạo hoàn như thế này. Mình đã hư hỏng mất, ví dụ vậy. Cho nên không những là tạ ơn là trong cái mà ta nghĩ là ơn lành, mà cả trong cái mà ta tưởng là sự dữ. Thế tôi nhấn lại cái điều trước hết là đừng có quên cảm ơn, merci, thank you, mỗi một ngày biết bao nhiêu lần cái câu đó. Một từ thứ hai nữa chúng ta hay nói là gì? Đấy, xin lỗi, sorry, mặc đồ, người ta. Nhưng mà nó miệng nó không mặc đồ. Chúng ta cũng vậy, xin lỗi. Mình đi đường giữa quẹt mọi người với cạnh đấy, quen xin lỗi. Không những là không xin lỗi mà còn xử cố với người ta. Vì là có một số bạn như vậy không biết cái lỗi của mình mà xin lỗi và nên xử với người khác. Thế thì khi đến với Chúa tại sao mình phải quên mất điều này? Xin lỗi. Xin lỗi. Khi đêm về các bạn nhìn lại một ngày đã qua, các bạn sẽ thấy có biết bao nhiêu điều mình phải xin lỗi. Cái lời nói này của con hôm nay làm cho người bạn con phải đã bỏ.
cái hành động này của con hôm nay thì gây thiệt lại cho một người anh em. Cái tư tưởng này là hôm nay ở trong chính khối con và không phải tư tưởng của con cái Chúa ở đây. Đây là của Satan. Quyết tâm của cái chúng mình phải xin lỗi. Và xin lỗi có nghĩa là mình nhận ra rằng con đã có những ý tưởng, những lời nói, những hành động không xứng đáng với một con người và với một người con đã chung. Cho nên phải biết gì đấy. Và đã thứ ba nữa là gì các bạn? Ở trong tiếng Pháp, xin vô lẽ, ở trong tiếng Anh, phải không? Tôi biết là như vậy bởi vì tìm ra tiếng Việt Nam cũng hơi khó. Nếu mà mình là mình đề là xin ơn thì nghe cũng đúng và chứ đúng hoàn toàn. Bởi vì thế này này, trong cái chữ xin vô lẽ, nếu mà chúng ta dịch sát thì có nghĩa là nếu điều đó làm cho anh vui lòng. Đấy, mình xin ơn theo cái kiểu lịch sự vậy thôi, theo cái kiểu của Chúa Giê-xu đó, là Chúa cái chén đắng này còn sợ lắm, xin Chúa đem xong rồi đây. Nhưng xin đừng có theo ý con, và xin theo, xin vô lẽ. Nếu điều đó ra con chắc. Và nhiều khi chúng mình xin ơn là với cái công cách của ông chủ đã là như xin lỗi Chúa như đời lớn và Chúa phải thực hiện. Mà nếu Chúa không thực hiện là con bỏ đạo. Thì đó là có rồi đấy nữa. Và nếu mình không bỏ đạo thì mình cũng thất vọng thì chán nản. Mình bỏ mình bất tức tin. Xin vô lê rất lịch sự. Đấy cho nên có ba cái từ này các bạn cũng nhớ dùng nó rất là khi cầu nguyện. Tôi biết cảm ơn Chúa, tôi biết xin lỗi Chúa và tôi xin ngài những ân phép mà đẹp như thế. Bởi vì tôi biết chắc chắn một điều là ngài yêu tôi, ông cha hát văn vô hôn ở trong trong sinh vô nó mùng 1 tháng 5 nó cũng chia sẻ với các bạn trong cuộc đời của ngài có hai cái xác tín. Thứ nhất là Chúa yêu tôi và thứ hai là tôi yêu Chúa. Còn thế thôi. Và bởi vì xác tín là Chúa yêu tôi cho nên dù cuộc sống có những khó khăn nhưng hôm đó ngài tâm sự đấy, ngài làm cái mục ở bên Italia xong là rời bỏ quê hương của mình sang bên Thái Lan truyền đạo suốt 30 năm nay. Và trong cái thời gian 30 năm đó thì bố ở nhà chết không thấy mặt, người anh chết cũng không thấy mặt. Đến lúc mẹ hấp hối một lần đánh điện thì gọi con về đến nơi bố sọ bỏ. Những mối dây liên hệ thân thiết nhất là một người đi tu thì các bạn biết là không vợ không con thì còn ai nữa đâu, thì có con cha có mẹ là quý hóa nhất. Vậy mà rồi cũng không thấy mặt lần cuối cùng, rất là đau khổ, nhưng mà vẫn xác tín Chúa yêu tôi. Cho nên là thay đổi vẫn làm quan. Thế thì khi chúng ta xin ơn như vậy, mình xin Chúa thực hiện cái điều gì mà Chúa đã là công đức cho mình. Đấy là thái độ cầu xin của những đứa con, chứ không phải là thái độ la lên của những ông chủ. Thì các bạn cố gắng không phải là lúc nào rửa tội xong rồi mới cầu nguyện nhé. Nhưng mà hôm nay tôi nói rất đơn giản hai điểm thôi. Một đàn thì cầu nguyện là một cuộc đối thoại, và một đàn thì những tâm tình mình nên có trong khi cầu nguyện là cảm tạ, là xin lỗi, là xin ơn. Và các bạn cứ tập như vậy mỗi ngày cũng tập nhiều, nó 10 phút thôi. Mở một trang tin thánh ra tập lắng nghe của Chúa, đồng tư truyền lại của Chúa và những cái tâm tình cảm tạ xin lỗi và xin lỗi. Thế là đủ rồi. Theo đây ta tiếp tục vào cái bài trước, chưa hết.
Bởi vì tôi mới nói với các bạn về bí tích. Bí tích gì vậy? À, rửa tội hay còn gọi là thánh tẩy, và gắn liền với bí tích thánh tẩy ở trong bài đó là bí tích gì? Thiền sinh. Thiền sinh. Thiền sinh nghĩa là gì? Có một ông cán bộ nhà nước, ông thấy một linh mục làm đơn để xin Đức Giám Mục về làm phép thiền sinh cho các em xứ đạo, để xin các chính quyền địa phương tổ chức lễ. Thế là ông ấy đọc thiền sinh thì sao mà ông đi ông ba cháu này mặc cái này đi. Ông cha này ông xin cho cái ông Giám Mục nào ở thành phố về đến tăng sức cho người ta. Bí tích tăng sức. Không phải là tăng sức mà là thêm sức. Hai cái nó khác nhau, nên tăng sức có thể đánh nhau nữa. Và sở dĩ người ta dùng cái chữ là thêm sức thì các bạn bây giờ thì đọc sách, đọc vở thì giao tiếp nhiều. Nếu mà nó đọc sách tiếng Anh đó, sẽ thấy nó biết như thế này. Tôi gạch cái này, không biết là nó không có gạch nhé. Affirmation nghĩa là cái gì? Cái góc từ của nó là cái nào đâu? Đây này. Còn cái này là gọi là tiếp đầu ngữ. Cái này là cái ký tự, cái đuôi. Cái góc từ của nó đây này. Ở trong tiếng Pháp viết y chang như thế này, chỉ đọc khác nhau thôi. Thế thì cái chữ hiểu nó là cái gì? Là vững chắc. Thấy không? Vững chắc. Công việc văn siêu foundation có nghĩa là làm cho vững chắc. Đấy, thiên sức là như vậy. Thế bây giờ để thấy được cái mối liên hệ tại làm sao một cái tính cửa tội của thiên sức lại nằm ở trong một tay, thì là chúng ta nhìn là cái mối quan hệ giữa hai bí tích này, rửa tội và thiên sức. Bây giờ các bạn quan sát vào đời sống của một con người không? Chúng ta được sinh ra. Sinh ra thì mình đã là người rồi. Tính thể cả cái khả năng trí tuệ nó đã tiêu tan rồi. Thế nhưng mà có phải là nó cứ ở cái tình trạng như vậy mãi không? Phải các bạn? Nó có phải không? Nó đâu có ở cái tình trạng như là hồi mình mới sinh ra, mà phải trải qua một quá trình, phải đây là thời gian. Phải trải qua một quá trình để chúng ta đạt đến cái mà người ta gọi là trưởng thành. Trưởng thành. Cái chữ trưởng thành này, nếu mà các bạn nhìn vào tiếng nước ngoài sẽ thấy rõ lắm. Maturity, cái gốc của nó matur có nghĩa là chín mùi. Một cái cây chẳng hạn, nó ra hoa rồi ra nụ rồi ra hoa rồi kết trái. Cái trái đó đâu có phải mình ăn cái trái đâu, nó phải có một cái quá trình, có khi là trong 3 tháng nó mới mọc tiền, nó mới chín. Cho nên sự trưởng thành có nghĩa là gì? Là sự chín mùi của một con người. Và để đạt đến chính phủ đó thì chúng ta cần một quá trình thời gian, không phải là sinh ra cái là có ngay. Cái sự trưởng thành này nó có thể trưởng thành về mặt sinh lý. Mình đâu có còn bé như cái hồi mình mới sinh ra, bây giờ mình cao lên thước rưỡi, có người thước sáu, có người thước bảy.
hy vọng đất nước mình giàu có lên mai mốt và cái thế hệ sau nó sẽ cao lên thứ 8. Chứ còn thì 15 năm đầu sau giải phóng thì người ta làm đúc hết là thanh niên Việt Nam lùi đi mất một chẳng gì nè. Còn cái đó là nói thật nhé, cái đó là báo chí tổng kết đấy, lùi đi mất một chẳng gì nè. Bởi vì ăn toàn là bò bò mà. Anh em bò bò thì sẽ hay lên cái gì? Tôi nhớ cái thời ăn bò là tôi đang ở trên nông trường. Cái địa chỉ ấy, một đồi cơm thì nó là chỉ có một phần cơm, ba phần bò bò. Là mình rất lành về cái màn và nấu bò bò. Muốn nấu bò bò mà chung với cơm thì là phải ngâm từ tối hôm trước. Suốt một đêm như vậy thì sáng hôm sau nó mới tương đối nó nhừ ra. Thế là lúc đó cái đốt lửa bắt đầu hôm đêm. Và lúc đó cũng cho gạo vào. Chỉ nếu hai cái cùng một lúc thì thôi. Bò bò nó là chín thì nó là gạo có thể cháo. Rất là quen cái đó. Chúng ta trưởng thành về mặt sinh lý. Điều này là cái chuyện tự nhiên, tất yếu thôi. Mình không còn là một đứa bé con, mình không còn là một cô bé, mà trở thành một thiếu nữ, một thanh niên. Nhưng mà trưởng thành về sinh lý mà thôi đâu đã đủ, đúng không? Nó phải trưởng thành cả về tâm linh. Chứ chẳng lẽ thân xác thì là một cô con gái từ 8-20 mà trí khôn với cách cư xử thì giống như đứa con nít. Đâu có được không? Phải trưởng thành cả với tâm lý chứ. Và đây tôi muốn nói cả về mặt trí thức, cả về mặt tình cảm. Có cái sự trưởng thành. Và các bạn để ý và xem cái cuộc sống này từ lúc mà chúng ta sinh ra cho đến khi chúng ta trưởng thành thì nó phát triển ở cái mức độ là những tương giao của chúng ta cứ càng ngày nó càng rộng ra, càng ngày nó càng rộng ra, có đúng không? Lúc mà còn nhỏ, một đứa bé con trước hết là nó chỉ biết nó, sau đó nó bắt đầu biết đến mẹ nó, rồi biết đến cha nó, rồi biết đến những người gần gũi chung quanh nó. Và đến khi lớn lên nó bắt đầu nó đi chơi với trẻ con hàng xóm, rồi bắt đầu nó đến trường nó đi học, cái tương quan của nó càng lúc nó càng rộng ra, và cho đến khi trở nên một thiếu nữ, một thanh niên thì cái quan hệ nó rộng lắm. Nhất là ngày hôm nay cái quan hệ của chúng ta không chỉ được xây bằng những cảm giác trực tiếp cá nhân giữa tôi và các bạn, tôi và các bạn, tôi và các bạn, mà nó còn được làm nên bằng những phương tiện truyền thông xã hội. Qua những phương tiện đó, cái khả năng tiếp cận của chúng ta với thế giới trở thành mênh mông, rộng lớn. Cho nên không lẽ là gì trẻ con ngày hôm nay nó biết nhiều chuyện hơn chúng mình ngày xưa nhiều. Ngày xưa mình tốt quá, đã biết gì? Điều biết rất sự. Thế cho nên là trên trong cái quá trình của một con người từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành đó, cái quan hệ cứ càng lấy càng mở. Chúng ta nhìn vào cái quá trình bình thường của một con người phát triển để đầu tiên mình áp dụng vào cái việc này, ý kiến cửa cộng và tên sách. Các bạn vui lòng để không áp dụng cho mình mà bây giờ mình nhìn vào bình thường trong những gia đình Công giáo. Khi họ sinh con ra, bây giờ thì khoảng một tháng họ sẽ đem con họ đi rửa tội. Giám mục bây giờ đề nghị là một tháng, có thể là 2-3 tháng. Để làm gì? Để khi đem con đi rửa tội thì có mẹ đi theo. Còn trước đây các bạn biết đó, và cái thời như là tôi còn bé, mẹ tôi sinh ra tôi thì mới chỉ có 5 ngày là đã đem con đi làm tội. Cho nên có một anh chết ra ở Liên Xô cũ, anh đi viết sách, anh đi bảo là họ bắt
ơn. Mấy cái nhỏ vào nhà thờ rửa tội sớm như vậy mục đích là gì? Để ông đi cùng ông đi đổ nước lạnh vào đầu cái thằng bé con đó. Mới có mấy ngày bây giờ đổ nước lạnh vào đầu nó thì là nó chóng chết. Và nó mà chết thì bố mẹ nó phải đem xác vào trong nhà thờ thì là ông cha có tiền cho tôi. Đúng như là bác sĩ đề nghị biết cái gì cũng kinh tế nhé. Có còn thấy một chiều kích nào khác thường chết ra bởi biết cái lặng như thế thì thật nó hổ cái tay kia là chết ra không phải vậy. Dù chúng ta có ác ý thế nào thì cũng không nên giải thích, nhưng mà ngày xưa các bạn biết không, cái tỷ lệ của trẻ sơ sinh nó chết rất là nhiều. Trong lớp thì mấy bác sĩ tôi nói này như luôn bây giờ thì khá đi, chứ mà ngày xưa đó tỷ lệ trẻ sơ sinh mà chết nhiều lắm. Ấy chính vì thế mà giáo hội nên hội vã để đem thế nhỏ đến nhà thờ để cầu, bởi vì ý thức và ý tích được rồi quan trọng thế nhỏ. Và khi mà mà mới có 3 ngày, 5 ngày mà đem con đi rửa tội thì thế mẹ chồng đi theo rồi. Ở Việt Nam thì còn đỡ chứ, như các bạn tưởng tượng ở bên Âu Châu, Âu Châu lại bị cắt ra. Hay là bên ngoài Hà Nội thì Âu Châu lại bị cắt. Sao mà đi theo được? Bây giờ thì khác rồi. Nhưng mà dẫu sao nó vẫn ở cái giai đoạn là mới sinh ra, nó tương ứng với nhau. Đem con đi rửa tội. Như vậy, cái mà chúng ta gọi là đức tin này là sự sống của Chúa ở trong tâm hồn của đứa nhỏ, nó mới chỉ là một mầm sống giống như một con người mới sinh ra, cũng cần phải có một quá trình thời gian để đạt đến sự trưởng thành. Cái trưởng thành này không phải là trưởng thành sinh lý, cũng không phải là trưởng thành tâm lý, mà là trưởng thành tâm linh. Trưởng thành tâm linh. Nó không phải là trưởng thành sinh lý và tâm lý, nhưng mà đồng thời nó có quan hệ mật thiết với cái sự trưởng thành này. Người ta không dễ đạt đến cái sự trưởng thành tâm linh khi mà mới có 4 tuổi. Ngày xưa có những cuốn sách hạnh các thánh là viết mô tả các thánh là khi thánh nhân chào đời thì nó là chim hót ở mỹ hoa nở đầy mật, và khi thánh nhân mới có 6 tháng thì ngài đã bắt đầu ăn chay hoặc lử, có nghĩa là ngài nhịn bú. Thế là những cái kiểu hạnh các thánh mà biết như vậy, con thấy các thánh xa mình không cần thánh họ. Chứ còn những ông thánh mà kiểu thánh buồn bã của tôi ra là cứ từ luôn trốn Chúa đi chơi. Thế mình mới thấy là ông gần mình ấy, gần lắm, rất là con người. Nhưng mà vấn đề là khi mà ngài yếu đuối để chối Chúa rồi thì ngài biết chọn một cái thái độ nào, thái độ trở thành, chứ không phải là một thái độ tuyệt vọng của Giuđa thắp cổ tự vẫn luôn. Chứ còn như là mới có 6 tháng mà đã nhịn bú rồi thì chúng mình không thể làm thế được. Cái sự trưởng thành tâm linh nó có liên hệ với trưởng thành sinh lý và tâm lý, nhưng mà nó không phải là như vậy. Bởi vì nếu tôi nói nó là như thế thì các bạn sẽ nghĩ thì như thế thôi. Mà cứ bao giờ mà tôi trưởng thành sinh lý và tâm lý thì đương nhiên là tôi trưởng thành về tâm lý. Không có đâu. Không có đâu. Nhiều khi chúng ta là dân trí thức mà chưa chắc cái đời sống tâm linh của mình là bảo là trưởng thành. Cho nên nó có một cái sự so sánh. Ở trong anh em công giáo chúng tôi nó có một cái sự so le, và các linh mục phải ý thức được cái, tức là một cái sự so le giữa cái mức độ phát triển trí thức tự nhiên, trí thức khoa học và cái mức độ phát triển
chỉ biết tôi đã. Có những người trí thức tôn giáo mà về mức độ trí thức tự nhiên và khoa học của họ là rất cao, giáo sư đại học, nhưng mà đang khi đó cái trí thức tôn giáo thì nó vẫn chỉ là lớp 5, nó vẫn chỉ là lớp 5. Và chính vì cái sự so le đó mà nó dẫn đến nhiều cái phán đoán nguy hiểm. Cho nên nó không nhất thiết nhé, tôi nói là nó không nhất thiết lệ thuộc vào họ để trở thành sự vi và trở thành tâm lý, cho dù nó không mới đi qua. Thế tôi nói như thế để các bạn thấy nó cũng giống như trong cuộc sống con người của mình. Nó phải qua một quá trình thời gian đạt đến cái sự trưởng thành. Và ai là đấng ban cho chúng ta, ai là đấng giúp cho chúng ta có được cái sự trưởng thành đấy? Bởi vì nếu mà các bạn đạt đến cái sự trưởng thành về sinh lý và tâm lý này, chẳng nhẽ là các bạn tự mình đạt tới, xin lỗi là không có cha có mẹ nuôi thì mình đâu đã đạt đến cái này. Mà không được hướng dẫn thì mình đâu có đạt đến cái sự trưởng thành tâm lý. Phải có người hướng dẫn chứ. Thế thì ở trong đời sống tôn giáo của các bạn, các bạn sẽ có thể nói với tôi là các linh mục, nhưng mà không, chỉ có đến sau. Cái tâm để mà giúp cho chúng ta đạt đến cái sự trưởng thành tâm linh, tâm ấy là Chúa Thánh Thần, là Chúa Thánh Thần. Thế bây giờ chúng ta đi vào cái phần thứ hai, sau khi mình làm cái so sánh cho nó dễ hiểu, tác động của Thánh Thần nhé. Thế bây giờ các bạn làm cho tôi một bài tập tự động trong vòng 5 phút và cùng hành động rất là dễ. Đây các bạn để ý nhé. Xin mở Kinh Thánh ra. Thứ nhất, tin mừng theo Thánh Gioan chương 20 câu 19 đến câu 21. Rồi đọc cái câu đó. Tiếp tục này. Mở tiếp sách gì đấy? Công vụ chương 2 câu 1 đến câu 11. Và bởi vì tôi sợ các bạn chưa quen, tôi để rõ số trang đấy này. Nhất là còn gì nữa, tôi được mở trang ra thôi. Bây giờ các bạn đọc dùm tôi hai cái đoạn tôi đã viết ở trên bảng, và các bạn trả lời cho tôi câu hỏi này: có gì thay đổi trong thái độ của các môn đệ Đức Giêsu? Và thêm một chút nữa, tại sao? Dễ lắm. Thế bây giờ ta cứ dành ra đấy 5-10 phút nhé. Sau đó là mời bất cứ ai có thể trả lời được, bởi vì đã có thời gian rồi. Câu làm sao? Coi lại đây này. Ở trong đoạn tin mừng do An, các ông ấy sợ, và vì sợ thì các ông ấy đóng cửa. Còn ở trong đoạn công vụ thì các làm sao? Cửa có đóng không? Cửa đóng thì sao có thể giảng đạo được? Cửa đóng cửa thì giảng cái cột à? Thế nên rõ ràng là cửa phải mở ra thôi, phải không? Và các ngài giảng đạo, rao giảng về Chúa Giêsu. Hai cái khác hẳn nhau. Và tại làm sao mà lại có sự biến đổi này? Và trong đoạn công vụ này mô tả cho ta sao? Mở cơn giấu. Các ngài lấy nhận gì? Lấy nhận Thánh Thần. Đấy. Cho nên đối chiếu chút thôi để mình thấy nó có cái sự thay đổi. Cái sự thay đổi dựa vào tác động của Thần Thần. Cái đó là nền tảng của Kinh Thánh để giúp cho mình thấy vấn đề
tác động của tinh thần. Mình thử là các bạn có thể ghi lại hai cái đoạn vào trong bài học để nếu cần thì mình đọc lại. Tác động của tinh thần nơi các vô đề. Tôi nhớ ngày xưa khi học về tâm lý học thì người ta thường nhìn con người, một con người toàn diện là ở ba khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất là trí tuệ, tương trưng bằng khối óc của mình khi đọc. Cái khía cạnh thứ hai là tình cảm, tương trưng bằng trái tim. Và khía cạnh thứ ba là ý chí, tượng trưng là chân tay của chúng ta hay đọc là việc. Đấy, con người toàn diện cả trí tuệ, cả tình cảm, cả ý chí. Thế như vậy khi thánh thần tác động nơi các môn đệ Chúa Giêsu thì thánh thần cũng tác động trên con người toàn diện của các ông. Thánh thần tác động trên trí tuệ của các ông để khiến cho các ông hiểu biết những điều mà Chúa Giêsu đã dạy mà trước đây các ông chưa hiểu, hoặc là hiểu còn lơ mơ. Cho nên Chúa Giêsu ngài có nói với các môn đệ: thầy còn nhiều điều để nói với anh em, nhưng anh em không mang nổi. Khi nào Thánh Thần đến, ngài sẽ giúp cho anh em hiểu. Cho nên Thánh Thần tác động trên trí tuệ, làm cho tôi hiểu biết hơn những điều mà Chúa Giêsu đã nói. Thánh Thần tác động ở trên tình cảm của các ông để khiến các ông có một lòng yêu mến, yêu đồng đàn, yêu tha thiết đối với Chúa Giêsu. Và cái tình yêu này nó trở thành cái động lực ở phía bên trong rất là mạnh liệt để thúc đẩy các ông hành động. Và Thánh Thần tác động trên cả ý chí nữa để các ông thực hiện làm. Thế chúng ta nhìn như vậy thì ngày hôm nay cũng thế. Ngày hôm nay cũng thế, Thánh Thần tác động ở nơi chúng ta cũng là tác động trên con người toàn diện này để tạo nên cái sự trưởng thành tâm linh như tôi nói với các bạn lúc này. Điều rất đơn giản, tôi sẽ nói với các bạn là Thánh Thần sẽ dẫn chúng ta vào cái đời sống. Cái từ ngữ này các bạn làm quen nhé. Tôi cũng phân vân chứ không phải là các bạn của tôi, bởi vì cái chữ mà người Công giáo quen dùng để thiêng liêng, nhưng mà cái từ này hay bị hiểu sai lắm. Thế nên nhắc tin lành đó một dịch sát. Tôi cũng thích cái từ đó hơn, đời sống thuộc linh. Các bạn biết sao tôi phân vân để ta phân tích cái từ. Khi các bạn đọc sách tiếng Anh, người ta sẽ phân biệt hai cái: spiritual và material. Hai cái mà gọi là đời sống thiêng liêng này, spiritual life, nó khác với lại cái đời sống vật chất. Đây là vật chất. Nhưng bây giờ chúng ta phân tích cái chữ này, spiritual, thì ta sẽ thấy cái gốc từ của nó ở đâu? Spirit. Spiritual là adjective, tính từ của noun spirit. Spirit là gì? Spirit là tinh thần. Và ở trong Kitô giáo, cái chữ spirit đó được dùng để nói về thánh thần.
Cho nên chúng ta làm dấu nhân anh cha và con và thánh thần. Thì người bị người ta sẽ làm dấu in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit. Thế cái chữ Holy vào đây. Nói về chúa thánh thần. Cho nên spiritual này, các giá trị của cái chữ Spirit có nghĩa là thuộc về tinh thần. Đối với người Công giáo, mình có thể nói là thuộc về thánh thần. Đời sống thiêng liêng, từ thiêng liêng chúng ta dịch từ cái chữ này. Đời sống thiêng liêng đúng nghĩa là đời sống thuộc linh, đời sống thuộc về Chúa Thánh Thần. Chứ còn bây giờ mình cứ nói đời sống thiêng liêng, nhưng mà mình lại hiểu theo cái quan điểm nhị nguyên của Plato và triết gia Hy Lạp. Nhị nguyên có nghĩa là cách ta làm hai. Chẳng hạn bây giờ ở nơi con người có hai phần, linh hồn và thần xác. Ở trong vũ trụ có hai phần, thượng giới và hạ giới, nhị nguyên. Thế ở trong con người của mình có linh hồn và thân xác. Thế thì Plato quan niệm linh hồn ở trong thân xác giống như là nó bị nhốt ở trong nhà tù. Để tất cả những cái gì mà tốt lành những cái nó bởi linh hồn. Triết học sau này người ta nhìn lại về vấn đề con người, nó trở về với cái nhìn của kinh thánh, không có cái nhìn nhị nguyên như thế, mà con người là một con người toàn diện. Người ta sẽ không nói là tôi có linh hồn và có thân xác, mà người ta sẽ nói tôi là hồn và xác. Bất cứ một sinh hoạt nào về tâm linh của chúng ta, nó cũng tác động lên thân xác của mình. Và ngược lại, những cái hành vi thân xác của mình nó tác động ngược lại trên nội tâm của chúng ta. Đến nỗi Thánh Gioan đánh giá trong cái hoạt động cao nhất của linh hồn, đó là hoạt động xuất thần. Ông không còn biết gì nữa. Đang cầu nguyện và được nâng lên khỏi mặt đất này ở giữa xuất thần. Nhưng mà chính lúc đó vẫn có một cái trạng thái về tâm sát ngài uộng nổi. Cho nên những sinh hoạt tinh thần của chúng ta nó dội lại trên thân xác, và ngược lại tất cả những hành động thân xác của chúng ta dội lại tâm hồn của mình. Mình sống một cuộc sống phóng túng buông thả, vì bảo không, cái này nó có liên quan đến tâm hồn tôi đâu, cái này hoàn toàn là chuyện thân xác, xác thịt, nguyên biện. Tất cả những hành động của thân xác nó đều dội lại trên đời sống tâm linh của chúng ta. Con người phải được nhìn một cách toàn diện như vậy. Thế cho nên tôi nói là tôi phân vân phải giải thích cho các bạn rõ là như thế. Trong một cái nhìn nhị nguyên như thế, chúng ta sẽ tách biệt cái thiêng liêng này ra khỏi vật chất. Và mình hỏi đời sống thiêng liêng là gì? Thưa là lúc tôi vào nhà thờ, tôi đọc kinh, tôi đi lễ, tôi cầu nguyện. Và tôi ra khỏi nhà thờ, cái là tôi đi làm ăn, là tôi không có thiêng liêng, cái thiêng lốp gì hết. Thế thì chết rồi. Mình đã nhốt Chúa Thánh Thần ở trong bốn bức tường nhà thờ rồi. Mình nhốt ông mà thôi. Ngài chỉ có ở trong cái thờ. Đang khi đó tôi nói với các bạn một lần, Thánh Kinh dùng một biểu tượng để diễn tả về Thánh Thần. Ngài như ngọn gió, rất tự do. Gió thổi đâu thì thổi, không ai biết gió từ đâu đến và sẽ đi đâu. Thế còn nếu mà chúng ta hiểu cái chữ spiritual life này, cái đời sống thiêng liêng, theo nghĩa là đời sống thuộc linh, đời sống thuộc về Chúa Thánh Thần, thì cho dẫu tôi ăn, tôi ngủ, tôi xem truyền hình, tôi nghe nhạc, tôi uống cà phê, tôi làm việc, bất cứ lúc nào và bất cứ việc gì cũng vẫn là thuộc về Chúa Thánh Thần hết. Cho nên cái đời sống thiêng liêng theo đúng nghĩa là như vậy, chứ phải chỉ ở trong hệ thống. Tôi phân vân để các nghĩa rõ cho các bạn hiểu là như thế.
Chúa Linh Thần dẫn chúng ta vào cái đời sống thổ linh. Để ta có thể sống cái điều mà Thánh Phaolô nói là dù anh em ăn, dù anh em ngủ, dù anh em làm bất cứ việc gì, hãy làm cái việc đó nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta để đến lời ngợi khen Thiên Chúa là Cha chúng ta. Nó không phải chỉ có lúc mà mình đi lễ thì mới là cái chuyện của chúng ta đó. Thế cho nên tôi nhấn mạnh với các bạn lại cái điểm này. Thánh Thần ngày xưa tác động ở nơi các môn đệ như thế nào, bây giờ Ngài cũng tác động trong chúng ta như vậy, để dẫn chúng ta đến một cái sự trưởng thành tâm linh, dẫn chúng ta vào một cái đời sống được gọi là thiêng liêng, theo nghĩa là giây phút nào, công việc nào cũng vẫn ở trong tác động của Thánh Thần. Và tấm Thánh Thần đấy chúng ta lãnh nhận đặc biệt khi nào? Chúng ta lãnh nhận đặc biệt khi lãnh nhận bí tích này. Cho nên kết luận thì tôi mới dẫn các bạn đến cái bí tích thiêng sự. Chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần một cách đặc biệt khi mà lãnh nhận bí tích thiêng sự. Chính vì vậy, một đứa trẻ trong gia đình Công giáo nó sinh ra được một tháng, nó đã được rửa tội. Nhưng mà để lãnh bí tích thiêng sức thì em bé nó phải đợi đến khoảng bao nhiêu tuổi? Tốt nhất đó là phải 14-15. Nhưng mà trong nhiều xứ đạo Công giáo, người ta nuôi một cái quan niệm là cứ lãnh đủ các tháng bí tích, càng sớm càng tốt. Cho nên có khi là 11 tuổi. Nhiều khi học giáo lý chán thuộc gì cả mà bố mẹ thì nhất định lên để xin cho con mẹ nhận bí tích thiêng sức. Ông đi một ông không cho thì không chừng ra cửa cổng mới chửi lại. Nên nó mới buồn cười. Thế là không có ý thức gì cả, chỉ có mỗi cái chuyện thấy cái hình thức ở bên ngoài. Thế còn đối với các bạn thì sao? Đối với các bạn thì sau khi lãnh nhận bí tích rửa rồi, Đức Giám Mục sẽ ban bí tích thiêng sức luôn cho chúng ta. Bởi vì chúng ta là người lớn, là người trưởng thành. Cái sự trưởng thành tâm linh nó không nhất thiết là lệ thuộc vào cái thân xác cao lớn ở bên ngoài, hoặc là cái mức độ tri thức hiểu biết của mình. Nhưng mà tôi nói rồi đó, nó không có mối liên hệ mật thiết. Trong trường hợp các bạn thì chúng ta sẽ lãnh luôn. Thế cho nên hôm nào rửa tội đó thì sẽ là rửa tội này, sau đó rồi thêm sức này, sau đó rồi thánh thể luôn. Cái bài tới thì mình sẽ học, tức là thứ ba mình tích lận, ít lâu sau thì lại hôn phối, rồi bí tích hòa giải nhiều lắm. Thế thì khi cử hành bí tích thêm sức sẽ làm sao? Cũng ở trong khung cảnh một thánh lễ, đối với các bạn sau khi đã ban phép rửa tội rồi thì Đức Giám Mục sẽ mời tất cả cộng đoàn đứng lên cầu nguyện. Ngài sẽ nói cho cộng đoàn hiểu cái ý nghĩa, vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống của giáo hội và đời sống của người tín hữu chúng ta. Và sau đó, Ngài có một cái cử chỉ như thế này, gọi là đặt tay. Tức là hai cánh tay của Ngài vươn ra và tay cuốn xuống nhé. Tay cuốn xuống. Các bạn đi lễ, các bạn có để ý cái điều đó? Nhiều khi nếu mà chúng ta không để ý thì mình sẽ thấy nó buồn cười. Ngày xưa các linh mục chúng tôi làm lễ còn phải đội cái mũ, gọi là mũ ba kia. Bởi vì mũ nó có ba cái kia. Đội mũ ra xong rồi cúi chào mặt thờ, xong rồi mới mở mũ ra đưa ra chú lễ. Nó cất đi rồi mới làm lễ. Lễ xong rồi lại đội mũ vào đi vô. Thế có một điều, có người ngoài ông đi đến nhà thờ nghi lễ. Nghi lễ xong rồi người ta mới hỏi ông có bảo chị. Thế ông cha ông đi ra rồi ông có cái mũ ông đưa ra cái thằng chú lễ nó giấu đâu mất. Rồi ông cứ quay ra ông hỏi mũ đâu. Lát ông lại hỏi mũ đâu. Bởi vì ngày xưa cụ nói một tiếng Latin mà.
thỉnh thoảng quay ra lại do virus có disco mũ đâu. Thì cuối cùng các ông tỉnh quá rơi ra mũ được đi vô. Mình mà không hiểu thì nguy hiểm. Các bạn tin lễ các bạn thấy là linh mục hay nói là Chúa ở cùng anh chị em thì tan ra phải không? Cái đó thì dễ hiểu hơn. Rồi khi mà đọc lời cầu nguyện đó là linh mục cũng hay giang tay. Cái cử chỉ giang tay đó là cử chỉ của ông Mô-xê cầu nguyện trên đỉnh núi khi mà dân Israel giao chiến với quân thù, thì Mô-xê lên núi cầu nguyện giang hai tay, giang đến nỗi mà tay mỏi quá rồi buông xuống chịu không thâu, rồi phải có hai anh lính ở hai bên để nó đỡ tay. Cái cử chỉ giang tay đó cũng là cử chỉ của một Chúa Giê-xu giang tay trên thập giá cầu nguyện. Nhưng mà có một chỗ ở trong thánh lễ, các bạn để ý, khi mà hát kinh thánh 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 xong rồi đó thì linh mục đưa hai bàn tay không có ngửa mà là úp xuống. Lúc đó là gì? Cái cử chỉ này là kèm với lời cầu khẩn xin Chúa Thánh Thần ngự đến. Cho nên ở đây cũng thế, Đức Giám Mục sẽ đặt tay ở trên đầu cộng đoàn chúng ta xin Chúa Thánh Thần ngự đến. Và sau khi cầu nguyện như vậy rồi thì từng người trong các bạn sẽ tiến lên. Ngài sẽ lấy dầu thánh, Ngài sức ở trên trán các bạn. Ngài đọc tên thánh của các bạn, chẳng hạn như là Maria, như là Phêrô, con hãy lãnh nhận ân tín ơn Chúa Thánh Thần. Ngài nói cái câu đó, các bạn trả lời là Amen. Ngài nói thêm một câu nữa, Chúa ở cùng con, thì các bạn cũng trả lời là và ở cùng chân. Đây, cái nghi thức nó là như vậy. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được cái nghi thức hàm chứa ở bên trong. Cái dầu mà giám mục sức ở trên đầu mình như vậy, cái dầu đó, dầu oliu đó, các lực sĩ ngày xưa khi người ta ra đấu trường, người ta lấy dầu, người ta thoang đầy người, thoang đầy người để làm như vậy, không phải là để chụp hình cho nó đẹp, mà là để cho gân cốt máu thì chảy thi đấu tốt hơn. Cho nên mới gọi là thêm sức, thêm sức tăng sức mà. Cái dầu nó có một cái ý nghĩa thiêng liêng như vậy. Ngài xin Chúa Thánh Thần ngự đến để tăng thêm sức mạnh cho chúng ta, không phải để đánh nhau mà là để sống cái đời sống đức tin cho nó tốt. Thế cho nên là chúng ta lãnh nhận bí tích, lãnh nhận Thánh Thần một cách đặc biệt qua bí tích thêm sức. Cái bài học hôm nay nó nối tiếp với lại bài học hôm trước về bí tích sự tội. Ngay sau khi được tội, chúng ta lãnh nhận bí tích thêm sức, mình hiểu cái ý nghĩa của bí tích này là làm sao. Và vì vậy các bạn lấy sách khác ra để khi chúng ta kết thúc giờ học, có cái bài lần trước tiếp tục mượn sách hát của ai cho tôi đang về nhà. Các bạn lấy trang 39 bài và xin sai thần linh nữa các bạn biết chưa? Chưa biết á? Lên Chúa Giêsu. Đến một lúc Chúa không còn hiện diện bằng thân xác cụ thể và phương tiện và dưới các môn đệ và dưới cho con, nhưng Chúa vẫn tiếp tục hiện diện dưới cho con bằng Thánh Thần của Chúa ban cho chúng con. Chúa vẫn tiếp tục yêu thương, vẫn tiếp tục soi sáng, vẫn tiếp tục đỡ đơn cho con bằng Thánh Thần Chúa ban tặng cho chúng con. Và chúng con rất cần sự hiện diện và tác động của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời của chúng con.
để có thể sống đời sống người môn đệ tích cực của Chúa. Vì thế lạy Chúa Giêsu, như là Chúa hứa, chúng con tài xin Cha nhân dân Chúa gửi Thiên Thần đến để soi sáng, để nâng đỡ và để sửa đổi tâm hồn chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con. Thần khi tác tạo của Chúa, người đời mới tăng ca. Đời mới muôn lòng, người sẽ ban cho chúng con. Nhớ lại đời làm sao Chúa truyền ban, lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con. Tâm trí tác tạo của Chúa, người đời mới tâm can, đời mới muôn lòng, người sẽ biến trong trái. Lạy Chúa xin ban